quay clip về chiếc bàn học ở trường, thanh niên khiến dân tình chỉ biết ướt vì quá xịn sò. Theo đó, chiếc bàn với mặt phía trên trông hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi người này nhấn một phát, thì ngay lập tức ở phía dưới bỗng chui lên một cái màn hình máy tính có đầy đủ chức năng. Dường như nó đã được thiết kế ẩn xuống bên dưới để tiết kiệm không gian. Khi ngồi học thì nó là chiếc bàn bình thường, còn khi muốn dùng máy tính thì nó là chiếc bàn bình dương. Nhiều người sau khi xem kỹ video rồi zoom ra xa đằng sau thì phát hiện những chiếc bàn còn lại dường như không có chức năng này. Tuy nhiên, ngay sau đó chủ nhân đoạn clip đã đăng thêm một video khác với cảnh nhiều chiếc bàn được đặt cạnh nhau và tất cả đều có màn hình máy tính ẩn giống như clip trên. Đoạn clip flexing về cơ sở vật chất trường học của nam thanh niên làm nhiều người không khỏi trầm trồ. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Đúng là trường người ta có khác, trường mình đến cuộn giấy vệ sinh còn không có nữa là. Học sinh thì thích đó, nhưng phụ huynh khi nghe tin nộp tiền cơ sở vật chất thì khóc thét. Tôi chỉ để ý đến con mèo xì trôm màu xanh thôi, ám từ trên mạng cho đến lớp học luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.